Xếp hạng địa vị của dàn nam thần Cbiz, Tiêu Chiến Dương Dương có khoảng cách, Nhậm Gia Luân thất sủng. Cộng đồng mạng khẩu chiến cực căng trước thủ hạng của Dương Dương, Vương Hạc Đệ, Nhậm Gia Luân. Sau nhiều bảng bình chọn mang đầy tính tranh cãi, mới đây tổ đa ban Trung Quốc cư dân mạng tiếp tục khiến vô số cộng đồng mạng phải lên tiếng than thở khi cho ra mắt một bảng phân chia địa vị nêu lượng, nam không thể hài hước hơn. Theo đó, bảng này được chia làm 3 nhóm tương đương với 3 phân cấp khác nhau, bao gồm nhóm 1 có cả lưu lượng tác phẩm, nhóm 2 phát triển ổn định có phim bạo hot, phim tồn kho mạnh, nhóm 3 có vai thoát vòng, mỗi người một vẻ, nam chỉnh quen mặt. Trước đó, Dịch Dương Thiên Tỷ, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, Chu Nhất Long và Vương Tuấn Khải được xếp vào nhóm 1. Ngoại trừ trường hợp của Vương Tuấn Khải, hầu hết cộng đồng mạng đều thấy 4 người còn lại khá hợp lý. Nguyên do bởi nhiều người cho rằng so với thành viên cùng nhóm, Dịch Dương Thiên Tỷ hay Tiêu Chiến Vương Tuấn Khải thiếu một tác phẩm nổi tiếng đúng nghĩa. Lượng fan mà cậu có được hiện tại đa phần là những người đã theo dõi ngôi sao họ Vương từ hồi còn hát, hoạt động trong nhóm TFBOY. Thêm nữa, các bộ phim Vương Tuấn Khải đóng nhìn chung đều có rating khá thấp, ít người biết tới. Nên nếu muốn lọt vào nhóm 1 thì nam thần 9X vẫn cần thêm một thời gian nữa. Ngoài Vương Tuấn Khải, việc Lý Hiện Dương Dương bị xếp vào nhóm 2 cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một phần cộng đồng mạng cảm thấy danh tiếng của Lý Hiện không còn cao như trước, thậm chí sự nghiệp đang có dấu hiệu trên đà trượt dốc kể từ thời Cá Mực Hầm Mật đóng chung với Dương Tử. Thế nên chưa nói nhóm 2, trong mắt nhiều người ngay cả tới nhóm 3 Lý Hiện cũng không có cửa. Ngược lại, Dương Dương trước giờ có địa vị cao trong giới như nào, ai nấy đều biết, bất kể lưu lượng hay tác phẩm anh đều có. Vậy nhưng lại chỉ có thể ngậm ngùi ở nhóm 2 khiến không ít người bất mãn, đồng loạt lên tiếng lấy lại công bằng cho anh. So với hai nhóm trên, nhóm 3 cũng bão tố không kém cạnh, bởi trong nhóm đều là những diễn viên trẻ tuổi được săn đón thời gian gần đây như Thành Nghị, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Nhậm Gia Luân. Về phần lý do thì quả thực đếm không xuể, điển hình có thể kể tới việc như cộng đồng mạng không đồng ý Vương Hạc Đệ có phim thoát vòng, độ nổi tiếng vượt ra khỏi cộng đồng người hâm mộ nhiều người biết tới. Nhậm Gia Luân, Thành Nghị có đủ khả năng nhảy đến nhóm 2, hay La Vân Hy chưa xứng lọt vào nhóm 3. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những tranh cãi trên, càng chưa bàn tới vấn đề đúng sai, bảng phân chia địa vị này chỉ là nhìn nhận từ một phía thay vì khẩu chiến ném qua ném lại. Chúng ta nên đón nhận nó một cách vui vẻ nhất. Nam diễn viên nào có thực tích năng lực thì đều sẽ được công chúng ghi nhận và được đền đáp xứng đáng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.